Mời đàn gái giới thiệu cho đàn trai được biết nè. Rồi. Dạ em, năm nay em tên là Nhất Bình, năm nay em 29 tuổi, em là người Sài Gòn. Dạ em hiện tại là em quản lý cho chị gái em bán cửa hàng dụng cụ thợ bạc. Quận mấy em? Quận 5 anh. Quận 5? Dạ. Mời em trai. Dạ em tên là Sang. Gì Sang em? Dạ Châu Văn Sang. Năm nay em 19 tuổi. Năm nay em 29 tuổi. Trùng quá. Em 19 chắc anh cũng 20 à. Công việc em là cơ khí chế tạo anh. Bình. Dạ. Em nói một tí về ưu điểm và khuyết điểm của mình đi nè. Dạ em hơi khó tính và kỹ tính chút xíu. Giống như là công việc bán buôn bán của em á, là tại vì khách tỉnh xa á, nên em khi mà em đóng hàng là em phải kiểm tra kỹ chứ, rồi kiểm tra lại đủ xong rồi em mới đóng gói gửi hàng cho người ta. Không, cái đó là mình làm đúng công việc của mình mà. Dạ. Khi làm sai là em sẽ la. La nhiều không? Nhằm khi em chỉ cần quay qua là mấy đứa đó lại nghiêm lại, làm lại đàng hoàng lại cho em. Nấu ăn thì em vẫn biết nấu. Rồi còn khuyết điểm của bản thân là gì? Có hơi nóng tính thôi. Em nóng nhất là em làm gì? Nóng quá là em bực bội là em đi chỗ khác á anh ơi. Em không đứng đó nữa, đứng nữa lát em mất coi em gây lộn. Cái kia nóng tính lắm á. Sao? Em có những ưu điểm khuyết điểm gì? Mà dẫu chịu đựng. Nửa phụ nữ cảm ràm thoải mái ha. Dạ. Rồi gì nữa Sang? Nói chung em cũng biết nấu cơm. Biết nấu đồ ăn không? Dạ không. Trời ơi, nấu cơm không nấu đồ ăn hả? Thì người gấp, người nấu cơm, người nấu đồ ăn thì nói chung... Em tính bên kia nấu đồ ăn, bên em nấu cơm thôi. Dạ, dạ. Khuyết điểm của em hay có sự nổi loạn. Nổi loạn? Làm những việc mình thích á. Chung là mình cái đó người than cản nhưng mình muốn làm để mình biết nó đi tới đâu, hôm nay không được mình bỏ. Đó trời là mình... ơi, sao phí vậy? Người ta can rồi đừng làm chuyện nó không được thì làm chi? Chung mình, tại em, mình sống chỉ một lần thôi, mình cứ làm tỏ thích. Chà, dạ, cũng quyết liệt ha. Ha. Đường tình duyên thế nào bạn gái? Dạ, trước đó em có quen một anh đó khoảng được 4-5 tháng. Mà do anh đó tính lăng nhăng lại sắp cưới vợ rồi, cái em rút luôn. Nên từ đó tới giờ em cứ tập trung làm công việc thôi. Hay là sao? Tại vì quen em mà khắp có vợ rồi. Dạ, tại vì anh đó nói dối em là anh đó chưa có bồ. Rồi thì mình cũng tìm hiểu với nhau. Sau qua đó thì khi đó em phát có người nói em là đừng dính vô, tại vì anh đó đang sắp cưới vợ rồi. Nên ra em không cũng tìm hiểu thử đúng sự thật là tháng 12 là anh cưới vợ. Đàn ông kỳ lạ gần cưới vợ dám đi cua bồ nữa. Thì bởi vì không thể nào đáng tin được. Bởi vì gan hôm nay quá trời gan. Nó chỉ qua chào kìa. Sang. Đó, chào gái qua đó. Tình trường sao kể chị nghe với nè. Chung em có hai mối tình. Một chung thời đi học yêu đơn phương thôi, còn tình thứ hai là yêu người lớn tuổi. Lớn hơn mấy tuổi? Dạ lớn hơn như 6 tuổi. Lúc đầu là hai người xác định là quen qua đường thôi, quen chơi thôi. Hình mẫu lý tưởng người phụ nữ mà em mong muốn là gì? À, hiền, thì mị, nít na. Em có vẻ trầm tính quá ha, cưng. Không thoải mái lên, nhẹ nhàng thoải mái. Em không thích cái điều gì ở phụ nữ? Sơ đồ tính toán. À là sao? Phụ nữ ít khi sơ đồ tính toán lắm. Sao không có? Phụ nữ phải tính toán chứ. Kinh doanh đó tính từng đồng từng cắt mới được. Rồi em còn muốn gì ở người phụ nữ nữa? Mình có hiếu với cha mẹ. Hiền như cục đất vậy trời. Thiệt hiền lắm luôn. Nửa tiếng mới nói câu. Hay là đây là có sức chịu đựng càm ràm đó. Thôi để anh qua anh coi đàn gái thế nào coi. Nam Thư qua làm hỏi quá luôn hả? Ở trong đây ở trọ hay ở nhà ai? Dạ ở trọ. Nhà em ở ngoài kia ở đâu? Ở thị xã La Gi. La Ghi là ở Bình Thuận á. Dạ. Nếu mà lấy vợ vậy ở đây thì sẽ ở riêng hay sao? Ở riêng anh. Ở riêng. Dạ. Thu nhập mình có đủ để lo cho vợ chưa? Gố ghé là đủ hết rồi. Chào em gái. Dạ chào anh. Nãy giờ em cảm nhận anh chàng bên đây thế nào? Cũng không biết sao nói. Không biết. Anh hiền bên đây thấy cũng hiền luôn á. Hiền lắm, bên đây hiền lắm. Công việc hàng ngày em thấy nó nóng tính này kia, anh thấy cũng hiền ghê luôn vậy. Khi làm sai mới nóng anh, chứ tiền đi cơ cơ sao nóng được anh. Em ở đây với ai? Em là người Sài Gòn, ở với cha mẹ ở đây luôn anh. Anh cảm nhận ở đây là một cái người rất là hiền lành, mà nhút nhát nữa. Chúc mình trò chuyện mình sẽ hiểu hơn ha. Dạ. Em không thích cái tính gì của đàn ông nhất? Lăng nhăng, hút thuốc. Có không em trai? Dạ có, nhưng mà em đang hạn chế bỏ anh. Và nhậu nhẹt, bê là em không thích. Có nhậu không? Có tiền cũng nhậu thôi, còn thường không nhậu. Thôi ơi, có tiền nhậu không có tiền. Không có tiệc nhậu. Có tiệc. Có tiệc hả? Hết hồn. Tưởng đâu hồn. Có tiền thì nhậu, có tiền không nhậu. Nói chung hiền cũng hỏi gì nói đó.
cái mẫu hình lý tưởng của em thế nào? Chắc người cỡ anh, cao cỡ anh được rồi, người có phúc hậu thôi, cũng không cần đẹp trai quá. Cỡ anh đẹp trai chưa? Dạ, của anh không có đẹp trai mà là vừa người thôi. Vừa thôi. Con người này hiền hơn anh nhiều. Ừ. Con người này thật sự chân thành hơn anh nhiều luôn á. Anh hứa vậy luôn á. Yên tâm ha. Còn vấn đề em hiểu nhau thế nào thì tùy nha. Dạ. Chứ anh đánh giá đây là con người rất là tốt. Bây giờ mình hỏi thăm ý kiến người thân đi. Hôm nay Bình em đi với ai? Dạ em đi với mẹ em. Chào em. Dạ chào cô. Chào Đinh. Chào em. Cô, dạ. Cảm nhận về con rể tương lai thế nào? Dạ thấy cũng được. Được không? Cũng hiền. Nếu mình ở xa quá, ở rể luôn được không? Dạ ăn thua lại con tôi nha. Cũng được. Em ở rể được không? Dạ được ạ. Được. Được không? Dạ được. Được luôn ha. Rồi cảm ơn cô. Em đi với ai? Dạ em đi với em trai. Chào anh Quyền Linh với chị Nam Thư, khán giả trong trường quay. Thì em thấy chị cũng được, chị bên này cũng được. Nhưng mà tính cách chị bên này cũng nóng, mà anh bên này cũng nóng, cũng sau này cũng không biết sao. Thì nói chung cũng quen nhau rồi cũng cố gắng tìm hiểu rồi được thay đổi thôi. Hai anh em ruột hả? Hai anh em ruột hả? Dạ hai anh em ruột. Trời, hai anh em ruột sao? Ông này thì lanh mà ông anh thì hiền queo như cục đất vậy nè. Rồi, chương trình sẽ kéo rào để cho hai bạn gặp gỡ nhau nha. Xin mời, kéo rào. Bình tĩnh nha. Vui lên, tươi lên cho đẹp. Rồi đó. Dạ, em tính nha. Cho em gửi cho em. Dạ, cảm ơn. Hai đứa là đang đổi quà hả? Dạ em cảm ơn. Cho em gửi quà cho em. Dạ, cảm ơn. Hai đứa là đang đổi quà hả? Tặng quà mình phải nói gì chứ. Như đổi qua đổi lại vậy. Giống như đổi quà vậy, Thư nói đúng á. Trong đó là cái đồng hồ nho nhỏ chị. Dung anh tặng em cái món Dung là nhìn nó cũng ý nghĩa đó. Một chiếc xe mà có hai người. Gọi là muốn... À dễ thương. Trời ơi. Đồng hồ có đeo tay được không? Quá đeo đồng hồ coi vừa vặn không đó. Đeo thử coi nào. Không đeo tôi lấy tôi đeo à. Những giây phút này khó có lắm á. Thấy chưa? Họ chăm sóc lẫn nhau ngay từng giây phút đầu tiên. Ga lăng lắm á. Chắc mở tới sáng quá. Rồi được rồi, được rồi, được rồi. Cầm cái hộp về chơi nè anh Linh. Đây. Đó. Về cho con tôi chơi. Đó rồi, cảm ơn. Ngồi đi, ngồi đi em. Em gặp cổ em thấy sao? Anh thấy em giống người dễ thương. Còn tính cách cũng giống như anh. Bầu trời khuyết điểm cho nhau. Còn về cái phần nóng tính thì anh cũng nóng tính. Nhưng mà anh có đi học khó thiền á. Nên có... Cái đó có thể nó mất đi. Sao buồn vậy Bình? Bình? Dạ. Nói gì đi cưng, nói gì đi. Em cũng không biết nói gì đây. Em thấy anh Sang sao? Anh nước da, anh trắng trẻo gì không? Nói luôn đi. Trắng hơn anh nhiều. Nước da ngâm đen, thấy không? Sương gió mặn mà. Sương gió, Bình với lại Sang đứng kế bên á. Là như phấn trắng bản đen vậy đó. Anh nói những người đen là những người rất là khỏe mạnh luôn. Em cảm nhận anh Sang thế nào? Dạ em nhìn ảnh chắc cũng là khó tính đó. Tại em cũng khó mà anh cũng khó. Em anh không đâu biết. Có khó đâu, dễ ẹt hả? Anh chịu đựng được luôn. Cái mặt nhìn thì khó mà cái tính không có khó đâu cưng. Khó thì không khó, nói chung cũng dễ lắm, không khó đâu. Thường rảnh em làm cái gì bị chì, nếu mà... Thì tại công việc của em là thời gian hơi bị dài. Từ 8 giờ sáng tới 8 giờ tối. Làm ra là cái coi chỉ có ngày chủ nhật đó là em nghỉ được nửa buổi thôi. Thường là thời đó thì hay em cùng hay gia đình đi ăn uống này đó. Còn anh thì làm tới 11, 12 giờ mới về nhà. Ủa Sang làm gì tới 11, 12 giờ để mới về Sang? Làm sau đó em chạy luôn mà, chạy Grab luôn. À chạy Grab nhưng mà tự do mà. Nếu mình mà chạy thì mở app lên mình chạy. Đúng rồi. Không nhận á thì mình đóng app lại mình chở bạn gái đi chơi. Được không Sang? Dạ, dạ được. Bây giờ có một cái người kia, một lần họ book một cái đơn hàng 1 triệu. Trong khi đó là Bình hẹn em là phải tới chở đi chơi. Bây giờ em chọn cái nào? Tôi đón Bình đi chơi anh. Trời ơi. Đó vậy thấy chưa?
Thấy dễ thương chưa? Tinh tế là ai giữ tiền, ai giữ? Ai giữ cũng được chị. Mà quan trọng để tìm hiểu cái đã có được hay không. À, tất nhiên là vấn đề tìm hiểu thì chắc chắn rồi. Nhưng mà tức là mình đang ngồi ở đây và mình tính những cái gì đó xa hơn, hiểu không? Giờ đừng có dại mà nói tiền ai cũng giữ cũng được. Nói là em giữ, để em phải ở đây có chị với anh Linh làm chứng. Mà dưới quá trời khán giả làm chứng, về mốt khỏi cái lộn. Giờ em biết hát bài gì không Sang? Biết mà hát dở lắm. Kệ nó, hát cho nó vui luôn. Hôm nay em tặng em bài Nếu Là Anh. Rồi, tới gần luôn. Nếu là anh thì anh sẽ dành yêu thương đến em. Đúng quá nè. Tiếp đi, kệ nó. Hát hết lại. Bắt đầu. Nếu là anh thì anh sẽ dành cho em những ngày hạnh phúc. Nếu là anh thì anh sẽ nắm tay em không bao giờ buồn. Anh sẽ cố làm tất cả để... Thôi được anh. Đúng quá. Bây giờ mời em bỏ tay vào nút bấm nè. Để tay nút bấm đi Sang. Lúc anh 28 tuổi đó Bình, anh không có chiếc xe để chạy ráp luôn đó. Nên cho nhau cơ hội, biết đâu hai đứa sẽ cùng hợp tác để cùng phát triển nha. 3 2 1. Hết thời gian. Hết thời gian. Đây, món quà của Sang đã tặng cho em. Đồng hồ cứ đeo, cứ giữ lấy. Dạ. Thật sự anh hiểu được tâm trạng của Bình. Anh hiểu, rất hiểu. Nhưng anh vẫn muốn Bình cho Sang một cơ hội. Vì với anh, cậu ấy là một con người tốt đó.